Tiếp tục với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng chấp thuận cho việc tổ chức đêm nhạc Hãy Yêu Nhau Đi của danh ca Khánh Ly. Và theo đó, đêm diễn tối ngày 13 tháng 8 sắp đến sẽ có tổng cộng là 24 tiết mục là các tác phẩm của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Tuy nhiên, vào lúc 9 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2022, đơn vị tổ chức đêm nhạc lại công bố và giới thiệu đêm nhạc Hãy Yêu Ngày Tới. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức họp báo đêm nhạc của ca sĩ Khánh Ly theo quy định với mức phạt là 4 triệu đồng. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cam đoan sẽ có chế tài xử phạt nặng nếu đơn vị tổ chức tiếp tục vi phạm trong đêm diễn vào ngày 13 tháng 8 tới đây.